Hôm nay tại đây anh em Sơn La đâu cho tôi thấy cánh tay của các bạn xem nào. Khách hàng ở Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La chốt một con ECHO SRM 520. Anh, cái gì em? Em có một khách cực kỳ VIP luôn anh ạ. Cực kỳ VIP á? VIP như thế nào nói anh em nào? Khách trước còn 520 anh ạ, ECHO. ECHO năm nay em sởi, nhưng bán mãi chốt 10 con là mà VIP. Ê, khách quan trọng là khách ở Khoài Sơn La rồi anh ạ. Từ Khoài Sơn La? Đúng rồi. Ở miền Bắc mà 520 đấy chắc khách đầu tiên luôn đấy. Đúng. Chốt con đầu tiên về miền Bắc luôn anh ạ. Tuy nhiên quá là bình thường rồi, nhưng mà ở miền Bắc chốt con ECHO 520 thì đúng là VIP thật đấy. Quá VIP. Like. Ăn uống gì giờ này nữa anh, lên sóng cho khách thôi chứ còn gì nữa anh. Lên sóng à? Vâng. Anh trai có yêu cầu không mà lên? Lên chứ anh, phải được. Lên chứ. Những trường hợp như thế này, những cái đơn hàng như thế này là phải sâu lên cho anh em để anh em biết được. Để anh em miền Bắc không thể thiệt thòi hơn so với anh em Tây Nguyên được. Đúng. Nào, đây. Hợp lý. Đừng tưởng chỉ có anh em Tây Nguyên mới dám chốt những chiếc máy cắt cỏ ECHO SRM 520 nhá. Hôm nay tại đây anh em Sơn La đâu cho tôi thấy cánh tay của các bạn xem nào. Khách hàng ở Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La chốt một con ECHO SRM 520. Mình khẳng định luôn anh trai này phải có niềm đam mê về máy móc chứ. Nếu mà xét tính hiệu quả với chi phí mức đầu tư thì không ai dám chơi con này ở ngoài miền Bắc. Bởi vì công suất của nó quá dư mà cái mức tài chính đầu tư ra lại quá nhiều. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ làm video này để cho anh em Tây Nguyên biết rằng độ ăn chơi của anh em miền Bắc không hề thua kém nhá. Ra gì đấy. Chúng khét đấy trời. Hôm nay thì bên mình đã chốt một chiếc máy ECHO SRM 520 X-Series model 2022 cho một anh trai ở Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La. Khu vực Phiêng Khoài, Yên Châu thì mình biết cũng hay sử dụng dòng máy lớn. Tuy nhiên thì trước giờ chỉ loanh quanh đến 40 thôi. Mình bán rất là nhiều, bên mình bán buôn, nên là bên mình hiểu được cái thị trường nó như thế nào, địa hình ra làm sao, ở những cái khu vực này thói quen tiêu dùng của người khách hàng như thế nào. Vì vậy mình sẽ biết là cái khu vực đó sử dụng những kiểu máy như thế nào. Ở Sơn La thì hiện nay đang dần thay thế những dòng máy Husqvarna 541 bằng những dòng máy TG53. Và đến hôm nay, đến thời khắc này thì anh trai cũng đã có những khách hàng lên những chiếc máy ECHO SRM 520 như thế này. Tuy công suất của nó này không lớn hơn TG53 quá nhiều, nhưng có một cái đẳng cấp khác bởi vì cái chất lượng của nó khác biệt hoàn toàn. Hàng này là nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Nhật Bản. Phiên bản này là hãng nhà máy Yamabico và thương hiệu ECHO làm để tập trung vào những cái thị trường châu Âu, thị trường mà có những người tiêu dùng có thể trạng lớn, cao ví dụ tầm 1,75 m trở lên, nặng của tầm 75-80 kg trở lên, chứ không phải để dành cho thị trường châu Á. Châu Á thì anh em biết rồi, thể trạng của người tiêu dùng Việt Nam rồi cũng thì bạn người châu Á nói chung thì không quá lớn. Do đó em này nó hơi quá mức, nhưng không hiểu những năm gần đây thì đặc thù người tiêu dùng Việt Nam mình dùng cước nhiều, không sử dụng dao nên là thích lên những cái dòng máy lớn. ECHO SRM 520 2022 nó sẽ có dòng chữ X3, nó là phiên bản Professional dành cho anh em chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn CE xuất vào thị trường châu Âu. Hàng này thì tất nhiên là Japan Technology và sản xuất tại Nhật luôn đấy nhá. Sản xuất tại Nhật có tất cả những cái certification của những đất nước khó tính nhất như EU này, các bạn thấy không? EU Authority này đều có luôn và đạt những cái tiêu chuẩn đấy. Phiên bản 2022 thì mình đã nói rồi, nó đã thay đổi thêm cái chi tiết này, nó chuyển sang thành màu đen kẹp chắc chắn hơn. Đối với dòng này anh em không bao giờ ngại. Đối với dòng này thì anh em yên tâm luôn, máy nó không bao giờ ngại bất kỳ cái loại cỏ nào cả. Chế của nó là chế của khí Wabro dạng 2 kim giống như chế cưa ấy, kim L, kim H mà riêng ấy. Đây này, vú bơm ngoài ECHO SRM 520. Ngoài ra con này nó có nổi tiếng bởi hệ thống chống rung VBA tờ, có 4 vị trí cao su 1, 2, 3, 4 bọc ở phần ngoài áo cần. Nên là khi anh em sử dụng ấy, máy vận hành rung nó sẽ tác động vào cái này và nó sẽ giảm rung khi tác động vào hông của người sử dụng. Bộ dây đeo con này thì thôi hết nước chấm. Dòng này thì mình nói luôn, đồ đạc thay thế tất nhiên nó sẽ không thể nào sẵn như những cái dòng máy phổ thông được. Tuy nhiên anh em chơi thì phải chấp nhận, chơi thì phải chịu. Nhưng nếu các bạn biết cách sử dụng, biết cách dùng thì con này thì bao bền. Em lưu ý giúp mình nhá, đối với những cái máy như thế này bỏ ra đến 11.800.000 cho một chiếc máy cắt cỏ như thế này rồi thì anh em đừng tiếc tiền đầu tư những cái dòng nhớt chất lượng tốt, giúp máy đốt một cách sạch sẽ hơn, không dính muội, không xước quả. Các bạn có thể sử dụng những dòng nhớt của Estine chính hãng hoặc nhớt của Husqvarna chính hãng để đảm bảo tuổi thọ và độ bền hơn của máy. Nếu anh em có nhu cầu có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn. Anh em nào ở miền Bắc muốn sở hữu những dòng máy ECHO SRM 520 này có thể liên hệ bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. 11.800.000 cho model 2022. Cảm ơn anh em đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Hy vọng rằng sau anh Giai sẽ có nhiều khách hàng ở ngoài miền Bắc mình dám chơi những cái dòng máy như thế này. Bán những cái dòng máy này thực sự luôn lợi nhuận không cao. Tuy nhiên mình thích bởi vì những cái dòng máy chất lượng tốt nhất thế giới, dòng này tốt nhất thế giới, người tiêu dùng Việt Nam mình biết tới, đó là những cái giá trị, đó là những cái mà đam mê, những người kinh doanh như mình đều mong muốn là mang lại những cái sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Nhớ đăng ký, follow, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nha.